Chị Nhung. À, chị có cái gì đấy? Sao hôm nay mà đến sớm thế? Ta đến giờ làm đâu? Chị buồn cười. Em đến sớm chị cũng chửi, em đến muộn chị cũng chửi. Mà chị đừng còn đánh trống lảng nữa. Chị có cái hộp gì đấy cho em xem nào. Không được, đây là đồ gia bảo. Mày hay tay máy á, hỏng thì chết. Đã thế em càng phải xem. Không có càng với cua gì hết nha. Lướt. Đây là đồ gia bảo đấy, không phải đồ chơi đâu. Đùa đâu mà. Thế bây giờ em hỏi chị nhá, theo tục lệ, thế nào gọi là đồ gia bảo? Thì những thứ quý giá của gia đình được truyền từ đời này sang đời khác gọi là gia bảo. Vâng. Thế truyền từ đời này sang đời khác thì ai là người giữ gia bảo? Cái thằng ngu này, cháu đích tôn chứ ai. Thế em hỏi chị nhá, cái nhà này ai là cháu đích tôn? Thì mày. Thì đấy, trước sau gì cái đồ này chả về tay người xấu như em. À, về tay cháu đích tôn, mà cháu đích tôn là em chứ còn ai nữa. Rồi chị đưa luôn cho em đi, giấu làm cái gì? Nhưng mà mẹ bảo mày chưa đủ tuổi giữ. Chị buồn cười, đưa em xem nào. Chị cứ càng giấu thì càng khơi dậy cái tính tò mò của em đấy. Đưa đây. Ôi giời, có mỗi cái chìa khóa cũ rích này mà cũng giấu. Em ấy cứ tưởng vàng bạc kim cương châu báu gì. Này nhá, mày đừng có phỉ báng gia bảo. Em nói thật nhá, gia bảo nhà người ta ấy, ít nhất cũng phải là cái đồ cổ hoặc là châu báu vàng bạc kim cương. Trong gia bảo nhà mình này, cái chìa khóa cũ rích thế này chả hiểu các cụ ngày xưa thế nào. Thế mới thấy mày ngu. Chìa khóa này là chìa khóa vạn năng chứ không phải chìa khóa thường đâu. Chìa khóa này có thể mở tất cả các ổ khóa trên thế giới. Chả hay gì. Mà thật đó chị. Ôi ôi, cái chìa khóa này mà mở được cửa nhà Nhung, xong rồi mình vào trong phòng, mình nằm dưới gầm giường nhà Nhung vậy. Này, mày định làm gì đấy? Cái này không mang lên cho lung tung được đâu. Em có mang đi đâu đâu mà lung tung. Chị, chị mượn tí nhá. Chìa khóa này chỉ dùng những lúc quan trọng thôi. Ví dụ như ở xóm trọ có ai bị mất chìa khóa, chứ không phải để mày làm chuyện xấu. Chị ạ, mặt em trai chị khắc sâu hai chữ lương thiện của Chí Phèo thế này mà chị bảo em thế. Bố gọi. Alo, bố ạ. Vâng, con đang ở quán. Vâng ạ, để con mua cho bố. Mày ở đây nhá, tao đi mua cho bố mét lòng, cho bố uống rượu với ông hàng xóm. Chả biết thế nào, kêu đang uống dở mồm thì hết mồi. Mà đưa cái hộp đây. Thôi, để em cầm cho. Chị đi chợ làm ngóng làm rơi mất thì khổ. Em cháu đích tôn này để em cầm. Thôi được rồi, giữ cho cẩn thận đấy. Cấm được lung tung. Vâng, ngươi để cháu đích tôn nhá, nhá. Chứ cứ để cháu đích tôn chứ. Quả này nhá, Nhung có mà chạy bằng mắt. Nhung ơi, anh đến với em đây. Này anh kia, làm gì đây? Cháu mà chú là ai đấy? Tao là bảo vệ khu này, mà mày ăn trộm à? Vâng. Chân em dài thế này á, còn lâu anh mới đổi em. Làm gì có đồng hồ mà xem. Ai à? Chưa rồi ấy nhở? Thế là Nhung sắp về rồi đấy. Đứng đợi Nhung luôn cho nó máu. Chị Nhung nghe em gọi đây. Alo, em trai ngoan hiền của chị nghe rõ trả lời. Hay cái thằng này. Tao bảo mày ngồi trong quán, trông chìa khóa. Thế bây giờ quán đây, chìa khóa đâu? Mày mang ngay chìa khóa về đây nhá. Mất tao thiến. Vâng, mất làm sao được. Em phải luôn nhá. Ôi, tôi bỏ bố rồi. Nãy cái ông kia ông dồn mình chạy té khói, không biết giày đâu mất rồi. Lại gọi cái gì nữa đây? Alo. Mang ngay chìa khóa về đây nhá. Tao trẻ con với mày à? Em biết rồi, siêu nhân đâu mà đi nhanh thế. Chờ tí nhá. Chết rồi, rơi đâu được cho. Giống y xì này. Chắc là không sao đâu.
Cố lên Hoàng ơi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ô đấy, em tìm đến chị là đúng rồi đấy. Nhà chị có gia bảo, nhưng chị nói với em từ trước đây, nhà chị giúp người tích đức nên mới giàu như vậy đấy. Vâng ạ, chuyện nhà chị em cũng nghe kể nhiều rồi. Cái ổ khóa nhà em không biết là trộm cắp hay là trẻ con nó chọc ngoáy vào đấy, bây giờ không thể nào mở được chị ạ. Chị giúp em với nhá. Ừ, đơn giản mà. Vâng ạ. Nhưng mà chị ơi, em vẫn thắc mắc chìa khóa vạn năng có thật à chị? Em thấy chỉ có trộm cướp với lại đạo trích có chìa khóa vạn năng để khi ăn trộm ăn cắp dễ mở cửa nhà người ta thôi, chứ nhà chị... Ừ, chìa khóa vạn năng nhà chị chỉ dùng việc tốt thôi, dùng việc xấu là mất lộc ngay. Mà chìa khóa nhà chị không giống khóa tự chế của bọn trộm đâu, cứ hễ cứu người là mở được ngay. À, thằng Hoàng đây rồi. À, em đây. À, Nhung à? Chìa khóa đâu rồi? Mang đây. Đây ạ. Tiện có em dâu tương lai ở đây, chị biểu diễn luôn, mai sau có biết mà dùng. Vâng. Đây, giờ lấy chìa khóa vạn năng ra mở đi. Hoàng, mở đi cô. Lắc cái gì? Mở đi. Gớm, ở với chị thì mồm 5 miệng 10, coi con Nhung ở đây thì mồm câm như thóc. Thằng kia, chìa khóa ra bảo đâu? Em... Tao đã bảo mày giữ cẩn thận cơ mà, bây giờ làm sao để mở đây? Em có cách. Chết đi được ạ. Thế là chìa khóa nhà mình vẫn không mở được à? Anh em nhà mình hồi này ok lắm anh ạ. Học hành, ăn ở, tất cả mọi thứ đều tốt hết. Nhưng mà cả khi đánh nhau thì vẫn thế anh ạ, không bỏ được. Ừ, anh không hỏi chúng nó. Anh hỏi mày để có một cái nhìn khách quan. Các cụ ở nhà cửa anh lên theo dõi, ập vào bất thình lình, xem có đứa nào đem người yêu về phòng ở cùng không. Nếu mà có, phải báo cáo ngay để còn xử lý. Cái này thì anh cứ yên tâm, mọi người không vấn đề như thế đâu. Có Trang thì thi thoảng đi ngủ lang thôi. Hả? Cái gì á? Em nhầm. Ý của em là thỉnh thoảng mọi người có sang nhà bạn học thêm ý, xong rồi trời nó mưa gió bão bùng không về được thì ngủ tạm đấy thôi, chứ không phải là đi ngủ lang. Anh yên tâm đi, em nắm được hết, có gì em báo anh ngay. Ờ, mày nói thế là anh yên tâm rồi. Ơ, chìa khóa của ai đánh rơi này? Em nghĩ là người ta bỏ đấy anh ạ. Chứ chìa khóa thì phải để theo chùm chứ, ai để một cái như này. Ừ thế thôi, để anh vứt. Đừng, anh cho em đi ạ. Ồ, chìa khóa này có dùng được đâu mà mày lấy em gì? Thì em thích sưu tầm chìa khóa anh ạ. Em cứ thế là em cần về thôi. Cái con này, có sở thích kỳ dị thật đấy. Vâng ạ. Thôi đi về đi, để ý chúng nó cho anh. Thỉnh thoảng anh lại hỏi. Anh đi có việc trước đây. Vâng. Nhá. Khổ thế chứ lị, biết tìm ở đâu bây giờ. Lần cuối cùng mình cầm chìa khóa là đang hí máy mà cửa nhà Nhung, đang mở thì bị ông kia ông dồn chạy ra hẳn công viên, chỉ có thể rơi ở gần đây thôi. Ai tìm? Ở ngay gần đây thôi. Ở nhà Nhung luôn này. Phải mình ở nhà đây. Hoàng đã,
Nhiệm vụ của mình là phải tìm được cái chìa khóa ra vào đã. Không về bà Nhung game mà cắt tiết. Càng đến gần Nhung, tín hiệu càng rõ này. Ô, sao lại tốt tốt ở khúc này? Có khi nào Nhung đứt phải chìa khóa, xong rồi nó di chuyển đến giai đoạn cuối này rồi không nhở? Mình phải qua nhà cái Nhung, điều tra thêm, xem chúng nó học hành thế nào, có thi lại hay không, hỏi cướp ba búng ấy. Ô, không, chìa khóa trong túi quần đấy thầy. Vợ của anh cứ ngủ ngon đi nhá. Anh chỉ lấy cái chìa khóa thôi chứ không phải là lợi dụng để săn mông đâu nhá. Ô, con Nhung nó gào à? Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Biến Thái đâu? Anh Thái đâu? Đâu đâu? Biến Thái đâu? Mày mày. Mà anh Hoàng á, anh chả gọi em dậy, tự ý hành động như thế thì lo em chả tưởng anh có ý xấu. Đây cũng là bài học cho nó, vì cái tội không nghe lời. Đã bảo là không đem đi rồi, vẫn còn cố tình đem đi, lĩnh hậu quả đúng rồi. Chị ạ, em bị oánh đến nứt cả đầu quá rồi, chị chả bênh em thì thôi là còn mắng. Các cụ bảo là thương cho roi cho vọt, tao tha không đánh mày thêm thì thôi nhá. Đấy nhá, em tìm cái chìa khóa rồi nhá, đừng có mắng em nữa đấy. Đâu, chìa khóa đâu? Tao đâu cầm đâu. Thì tự nhiên chả hiểu sao vợ tương lai của em lại cầm. Em đang định lấy, thế là bị oánh một phát vào đây bất tỉnh tận 2 ngày. Cũng trùng hợp thôi chị ạ. Em đi ngoài công viên em nhặt được không biết lại là chìa khóa nhà mình. Ừ đấy, thì vợ tương lai đưa chìa khóa cho chị Nhung cho em một anh với. Chị cứ chửi anh xa xả suốt, đau đầu lắm. Vâng, em vẫn để trong túi quần. Quần em đâu? Mẹ à? Ừ, cái quần bò mẹ bỏ vào đống quần áo cho mẹ mang đi từ thiện ấy. Mới thế này mà không mặc nữa hả con? Cái quần đấy hồi này con gầy, mặc cũng rộng rồi, chẳng mặc nữa đâu. Mẹ cứ đem đi cho người ta đi, rồi hôm nào con mua cái khác. Ừ, thế nhá. Vâng ạ. Nhưng mà cứu anh Nhung. Khổ thật đấy. Tự nhiên làm tội đồ là mất gia bản nhà người ta. Mà mình sợ mỗi lần chìa khóa đấy mà rơi vào tay kẻ xấu, đem đi ăn trộm cắp thì chết. Ủa, gái xinh nhìn mình kìa. Ô, lại còn đi theo mình nữa à? Chắc tại mình đẹp trai. Này em gái, anh biết là anh đẹp trai, nhưng mà em đừng đi theo anh như thế, anh ngại. Có gì cứ từ từ. À, dạ không, không phải vậy đâu ạ. Em muốn... Muốn á? Em giữa ban ngày ban mặt, muốn gì thì để tối. Không, không phải muốn cái đấy. Em muốn xin cái quần. Ơ, xin quần á? Chứ không phải thấy anh đẹp trai à? Được thôi, cho anh ôm cái thì anh cho quần. Ô, không phải. Thằng này, mày định làm gì vậy tao đây hả? Bao năm đấy, cô này bảo xin tôi quần thì tôi mới bảo thế, chứ không thì ai thèm. Cái quần đẹp như này cơ mà, xã hội này làm gì có ai cho không ai cái gì bao giờ đâu mà. Nhưng đây là quần con gái mà. Tôi sẽ xây tôi mặc tất, chân tôi bé này mặc kiểu gì chả vừa. Thích cô ôm không nào? Thôi được rồi. Quần này cũng được ấy nhở, đi xây tốt đấy. Cái quần triệu bạc của mình nó bảo đi xây tốt rồi ạ. May quá, lấy lại được chìa khóa cho anh rồi, chứ không em ngại chết mất. Thì có gì đâu, thì tại bà Nhung game mà cứ bắt anh tìm cho nên anh mới phải tìm ấy chứ anh quan tâm đâu. Anh chỉ quan tâm mỗi em thôi. Chị Nhung game à? Em tìm cái chìa khóa rồi.
mày thế là mẹ cứ hỏi mãi tao, tao cứ phải dối quanh mãi. Đây đây đây, ở trong túi quần nhung chị ạ. Nào. À chắc túi bên kia. Đây rồi. Mày chết cho tao. Chị Nhung xem nhá. Em là cháu đích tôn, là thằng cu chống gậy. Chị Oánh em ơi bị đau rồi đấy. Em mà có mệnh ngại gì nhá, cả họ xử tới chị. Thế mày nghĩ mày làm mất gia bảo mà cả họ để cho mày yên à? Tao không đánh mày thì trước sau gì mày cũng bị đánh thôi. Không phải khóc, bố mẹ chuẩn bị ra xã từ mày rồi. Quả này mày xong rồi, tao không cứu được mày đâu. Chị ơi, chị xem còn nó đỡ anh Hoàng được không? Chứ em cũng liên quan đến chìa khóa đấy mà anh Hoàng bị như này, em mày né quá. Bố mẹ chị cũng không muốn thế, nhưng mà để các bác trong họ nguôi giận ạ, thì chỉ còn cách đấy thôi. Coi như là số nó đen. Em cứ yên tâm, cho dù anh nghèo khó, anh có mất tất cả, nhưng mà anh vẫn yêu em. Em xin lỗi. Anh bảo không sao mà, em đừng buồn nhá. Cho anh thương cái nào. Mẹ gọi. Mẹ quên không bảo mày, hôm trước cái đồ mày đưa cho mẹ đi làm từ thiện ấy, mẹ soát lại thấy cái chìa khóa quên chưa đưa cho mày, mẹ để ở kệ sách trong phòng mày ấy nhá. Ta đã. Về mà cất đi cả mất nhá. Vâng ạ. Anh chị ơi, em tìm được chìa khóa rồi. Thế là em không ấy náy với anh Hoàng nữa. Anh chị đợi em nhá, em về lấy nhá. Tự nhiên lại tìm thấy. Mất luôn đi có phải tốt đâu. Để Nhung thương mình, thầy ấy náy với mình, xong lại gắn thân cho mình. Này, mày nói cái gì đây? Tìm thấy á là may cho mày lắm rồi đấy nhá. Không á, ra đường mở. Chị ạ.